chào mừng tất cả quý vị, chúng ta đã cùng đến với chương trình Bất Thầy Ẩn Danh. Hàng tuần thì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong khung giờ rất là quen thuộc 19 giờ ngay Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và một tuần mới chúng tôi sẽ mời tới đây 8 người chơi hoàn toàn mới. Và bật mí với mọi người luôn, hôm nay chúng ta sẽ có 4 cặp đôi rất là điển trai, xinh gái và đặc biệt ăn ý với nhau nữa. Và họ đã có rất là nhiều sự thân thiết, nhưng tôi hy vọng rằng sau khi chương trình này kết thúc thì sẽ không có sự chia rẽ nào ở đây cả. Bởi vì số tiền thưởng rất cao đang chờ đợi tất cả chúng ta có thể mang về cho đội của mình. Bởi vì sao tôi nói từ đội? Đội ở đây, chúng tôi sẽ mở ra quả cầu bí ẩn với số đông bình chọn nhiều nhất cho một nhân vật được gọi là Bậc Thầy Ẩn Danh. Nếu như bình chọn đúng, nhóm người này sẽ có 30 triệu đồng. Nếu không làm được việc này mà Bậc Thầy Ẩn Danh quá tài giỏi, ẩn mình xuất sắc, chắc chắn sẽ có số tiền thưởng cho riêng mình là 10 triệu đồng. Wow! Giá trị tiền thưởng đã được công bố rồi và chắc chắn những người chơi đang rất là hồi hộp, háo hức ra sân khấu để gặp gỡ tất cả quý vị. Đầu tiên, hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ một bộ đôi sáng sân khấu. Ra một cái là bắt đèn, bắt mắt, rồi bắt tai, tất cả mọi thứ. Xin được giới thiệu Phương Trinh, Charlie cùng với Lý Bình. Wow. Wow. Nào, bắt đèn, bắt, bắt tay coi, bắt mắt coi. Trời đất ơi, dễ thương xuống đây. Trinh. Trinh đây. Xinh quá à. Cảm ơn Minh, chuyến nào cũng xinh. Không dám nói ba chấm thôi. Khen lại, khen lại. Minh. Trinh sao? Lúc nào cũng khen Trinh xinh. Cảm ơn Minh. Bé dễ thôi rồi. Ok, thôi được. Nhìn rồi. Nhìn phòng chú. Không. Nhưng mà Minh lúc nào cũng xinh. Không, không, không xinh, con trai không có xinh được. À, lúc nào cũng linh tinh. Bậy rồi. Không, lúc nào cũng Lung là linh. Minh tinh. Minh tinh. Ồ, yeah. Đi chung với Lý Bình ngày hôm nay có vẻ rất nhiệt tình khi đến với chương trình, đúng không Bình? Của mình. Yes. Gửi lời chào đến với tất cả mọi người đi nào. Minh Tinh Julie, thay mặt cho Lý Bình xin được gửi lời chào tất cả quý vị đang ngồi trước màn ảnh nhỏ của chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Đó. Bình ơi, trong chương trình này chúng ta sẽ có rất là nhiều những cuộc phán đoán. Liệu rằng mà mình có một cái phán đoán chính xác hay không? Tâm lý sợ hồi mình sẽ là người ẩn danh đó Minh. Rồi lỡ bóc vô cái đó làm sao? Xỉu. Chắc chạy luôn. Đó, mình không chơi được là mình thua đó nha. Sợ quá. Thường những người mà diễn ta ghê lắm. À, nói như vậy thôi, để chứ xíu nữa chúng ta sẽ phán xét sau về anh chàng Lý Bình này. Một tràng hỗ tay cho Lý Bình và Phương Trinh đến với chương trình. Xin mời các bạn. Và tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau chào đón một bộ đôi rất là ăn ý với nhau. Họ rất là thân thương, không chỉ riêng ở bên ngoài mà cả trong cuộc sống đời thường nữa. Xin được giới thiệu MC Ngọc Tiên cùng với diễn viên Sĩ Toàn. Trời ơi, đổi bên nữa. Xuống à, yeah. Dễ thương quá à. Chào hai anh chị. Chào Minh Xù. Hôm nay cơn gió nào đã mang hai vợ chồng đến với chương trình luôn? Tại vì thấy Minh Xù bận cái áo da trong mùa nóng nực này đó. Ủa chị, là chị coi được thông tin của em là từ bạn stylist, xong bạn gửi cho trợ lý của em, xong trợ lý của em gửi cho người bạn hàng xóm của em, xong rồi mới gửi cho em, là chị biết thông tin này thì mới tới đây đó hả chị? Trời ơi, phức tạp hết vậy đâu, chứ cũng mà có thần giao cách cảm. Dạ, cảm ơn hai anh chị đã nhận lời đến với chương trình này. Thật sự ra thì rất là ít những cái game show có sự xuất hiện của cả vợ cả chồng. Nhưng mà ngày hôm nay chương trình nó có hơi đánh đố nhau xíu anh chị. Yeah. Vậy là không bây biết... giờ phải tách ra hả? Đúng, phải tách, bớt nắm tay nhau lại. Yeah. Thế không biết ở nhà là hai anh chị có hay cãi nhau không? Lâu lâu thôi. Lâu lâu à, hay... Mỗi ngày không à. Trời ơi, chưa gì thấy bất đồng quan điểm rồi nha. Tại sao lại cãi nhau? Cho em một lý do đi anh Toàn. Nói chung là thích là cãi à. Thích là cãi thôi, còn chị? Tại vì hay ăn cãi, canh cãi gì nọ nên cãi nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Nhưng chúng ta phải hóa thân ngày hôm nay đó. Lỡ như mà một trong hai người là Bậc Thầy Ẩn Danh thì người chồng hoặc là người vợ có muốn lật mặt người còn lại luôn hay không? Trời, phải lật chứ. Tại thường mình không có lật, bây giờ mình phải lật. Cơ hội để lật. Có cơ hội để lật rồi đúng không ạ? Không biết là hai vợ chồng có muốn nói điều gì với hai nhân vật đầu tiên của chương trình hay không, với tất cả quý vị khán giả. Chào Lý Bình với lại Julie Phương Trinh. Dạ, chào chị Ngọc Tiên và chào anh Sĩ Toàn. Thôi tụi mình về chỗ nha. Mời chị ạ. Yeah.
Tới đây thì có nhiều ngành nghề hoàn toàn khác nhau, có thể là diễn viên, ca sĩ, MC, người mẫu vân vân, và ngay bây giờ sẽ là một bộ đôi luôn, MC luôn. Trời đất ơi, ra đây chỉ có cãi lộn thôi chứ không gì trơn. Và để coi chương trình có bùng nổ hay không, một tràng hú tay xin được giới thiệu bộ đôi MC Quốc Bình cùng với MC diễn viên Thúy Trang. Mời hai anh chị gửi lời chào đến với mọi người. Kinh lão đắc thọ. Trời ơi. Anh mới kính cận nhỉ, không mà kinh lão em. Xin chào tất cả quý vị khán giả của chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh, và rất là vui khi ngày hôm nay Quốc Bình được gặp gỡ với tất cả quý vị qua chương trình rất thú vị này. Hy vọng rằng là Quốc Bình sẽ có được cái giải thưởng rất là lớn của chương trình, đúng không? Dạ. Tham vọng dữ lắm. Nếu mà lớn nhất của chương trình này là 10 triệu đồng và với vai trò phải là bậc thầy ẩn danh, liệu rằng anh có hóa thân anh diễn bằng anh Toàn không? Hay là bằng Lý Bình không mà đòi lấy 10 triệu? Không, tội nghiệp anh lắm, tại vì anh thường là MC, người ta hay nói thẳng nói thật, ngây thơ thật thà. Thành ra là nếu mà anh mà làm bậc thầy ẩn danh chắc anh sẽ bị lộ diện ngay từ đầu luôn á. Anh nói mà bên kia ngạc nhiên mồm chữ O rồi, và bên đây trầm lặng không ai muốn nói gì với anh. Không, cạn lời. Không, là diễn viên mà em. Mời diễn viên lên tiếng. Thực ra là trước khi đến với chương trình thì Trang cũng đã xem một vài số để lấy kinh nghiệm cho bản thân rồi. Và đến đây thì lúc ban đầu thì có vẻ là chào hỏi thân mật lắm, nhưng về sau là chúng ta giống như lật mặt hết, không ai tin ai cả. Và dường như những gợi ý của chương trình thì đôi khi không chính xác lắm đâu nha mọi người. Cái này em phải đính chính lại, gợi ý của chương trình là đúng 100%, chỉ là chúng ta không tin lẫn nhau mà thôi. Không, tức là cái này cô ấy đang chứng tỏ luôn từ đầu đó, gây sự với mọi người rồi. Nói chung ngày hôm nay thì có nhiều cái sự bộc lộ cá tính đầu tiên dành cho những người chơi ở đây, mình để ý chút xíu nha. Một tràng hoa tay cho cặp đôi Quốc Bình cùng với Thúy Trang. Chúng ta chỉ còn một cặp đôi nữa mà thôi. Mà cặp đôi này tôi nói thật, đi game show nào tôi cũng thấy bộ đôi vợ chồng game show vậy. Kính thưa tất cả quý vị, dường như là những sân khấu ca nhạc không còn, và những cái lời mời đi lưu diễn nước ngoài càng không. Cho nên là vợ chồng tấn công vào những cái sân khấu game show hoàn toàn khác nhau. Xin được giới thiệu vợ chồng Thanh Duy và Kha Ly. Dễ thương. Thứ gì đâu á. Chỗ này với em sao? Chưa kịp ra là đã thấy là bị chém rớt rồi. Rớt cái gì? Vô vạch mặt liền. Hả? Sao? Nói sao? Nói hai vợ chồng tôi ế xô á, đi quay game show không hả? Không phải ế xô gì đâu. Nói chung là dạo này lịch quay game show truyền hình mà coi như nguyên một tháng là dày đặc vậy. Hỏi sao có thời gian nhận show ngoài nữa. Chương trình ơi, đề nghị là cắt bớt Minh Xù đi. Đi cái game nào thì cũng gặp Minh Xù. Thấy chưa? Vậy thì sao? Tiếng gọi là ế. Vậy là tính ra mấy chị em mình có show đều chứ. Rồi, đùa vậy thôi. Ngày hôm nay rất vui khi được chào mừng hai anh chị khi đến với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Một lời chào đến với tất cả mọi người đi nào. Kha Ly và Thanh Duy xin gửi đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Bậc Thầy Ẩn Danh. Và hôm nay anh quên em chào anh Minh Sù. Em chào tất cả các anh chị và các em. Trời ơi, gần sắp hết rồi. Chào luôn rồi đó mới chào. Dạ chị em là em chứ không phải là anh Minh Sù nha. Chị em hết, bữa nay tóc đẹp quá. Tóc trend đó. Kha Ly ơi, hết mùa xuân rồi, hết mai đào rồi. Hết rồi. Hôm nay mặc đồ như cái bông mai đúng không? Sao anh? Nói gì đây anh? Thôi nói luôn đi. Không, không phải hỏi anh chứ. Hôm nay vợ lộng lẫy quá. Sao chồng mình ra mình giống như là trợ lý của vợ vậy? Không. Thôi cũng được em. Vậy đi. Mình có gia đình là mình bình thường thôi. Bình thường thôi chứ mình đừng có làm tóc cao quá như cao quá, cao nhất là anh. Ôi, em nói cao nhất là anh. Thì anh đâu nói, thì anh giật mình đến làm anh làm. Cái này là em đính chính nha. Cái này là lúc đầu là Thanh Duy là lúc nào cũng tóc bức khuất như vậy rồi đúng không? Mới nãy anh Quốc Bình anh vô anh gặp anh Duy bắt là make up là phải làm tóc anh là phải bức khuất hơn anh Duy nữa. Em xin lỗi anh, nhờ Lý Bình với cả Toàn ra đây. Duy đứng xuống đây, ba người đứng ra đây cùng anh. Đây, bà con nhìn em làm 10 phân cái tóc này đánh 1 tiếng đồng hồ mới được mà vẫn còn lùn hơn ba người. Chứ nổi không? Thôi về đi, nói gì nữa. Vậy mà còn móc mỉa người ta, kỳ cục quá. Thấy không thương không? Người ta thứ chút em, nào. Em tổn thương. Em đang khen anh đó, tóc cao mà đẹp. Không, mình chưa tóc nhớ, đẹp. Anh cứ sợ, anh cứ trực. Công nhận là tóc anh tuổi này mà tóc còn nhiều vậy sao? Trời ơi, trời ơi, còn nhấn lên cái đó nữa. Người ta đã đeo mắt kiến lão rồi mà. Người ta đã đeo mắt kiến cận rồi mà còn nói như vậy nữa. Tôi bỏ về. Thôi đừng về. Hôm nay mặc quần hồng rất là đàn ông.
Bây giờ muốn không giận đúng không? Không giận. Cho 10 triệu đi. Cho 10 triệu, à, ok, nha. Sau chương trình cho. Xong tổng kết luôn là thua hết rồi nha Bình Nguyễn. Ừ, rồi, về chỗ. Nãy giờ nó nhiều quá, mình đi về chỗ nha. Anh tự về luôn đi. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta đã có 4 cặp đôi rồi. À, rất là mong là tất cả mọi người chúng ta vẫn phải tỉnh táo. Và đến đây giá trị tiền thưởng là 30 triệu đồng dành cho số đông nhất bình chọn hợp lý nhất bậc thầy ẩn danh. Và chúng ta sẽ có 10 triệu đồng cho duy nhất một bậc thầy ẩn danh ẩn mình hoàn toàn hợp lý mà thôi. Và bây giờ sẽ là 8 quả cầu. Chúng ta sẽ bốc thăm đầu tiên nha, với 8 nhân vật. Khách mời, xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hóa thân. Từng người lên đây xem cái thẻ của mình là gì. Chúng ta sẽ biến hình liền nha. Ừ. Mời chị Tiên lên trước. À. Chị Tiên chỉ hay xỉu lắm đó. Đúng rồi, đó, một mình biết thôi. Gì kỳ, trời ơi, biểu cảm lạ vậy. Tôi thấy đôi môi hơi rung nhẹ nha. Đôi môi hơi giật nhẹ ở bờ môi dưới nha. Chị muốn nói gì không? Không, rồi về. Anh ơi, anh Toàn lên coi đi. Để gỡ gạc lại cho chị. Không, thấy thấy Toàn vậy chứ một mình vậy vợ lắm đấy. Dạ. Khóc. Coi chừng khóc bây giờ nữa, nó khóc nữa. Không có khóc nha anh. Dưỡng sức. Nào, vô bộ anh. Thế là bậc thầy ẩn danh. Trời ơi, trời ơi. Mình là bậc thầy ẩn danh mà mình đá kiểu này, không ai dám tìm mình luôn á. Yeah, dạ cảm ơn anh. Tiếp tục à, thời trang lên coi đi. Rồi đi bán cái gì? Bán tàu hũ hả? Ở đây toàn là mấy người ghê ghê không à nha. Thiệt á, cao thủ không luôn á Trang. Giấu vô Trang ơi, mình biết thôi Trang. Ủa là sao? Ở đây có hai cái... Có hai cái thẻ thôi. Một là thẻ... người ẩn danh, hai người truy tìm. Hết. Rồi xong, khỏe. Xong, khỏe. Về. Đáng nghi ngờ nhất á. Đáng nghi ngờ. Tiếp tục. Anh, mời anh Quốc Bình. Anh Bình vui, tôi khoái ông Bình mà. Ừ. Bóc được cái là ổng giống ổng lắm. Thì anh nói rồi, anh ngây thơ thật thà lắm. Anh đâu có như em với cả như Duy đâu. Mấy người diễn viên diễn dữ lắm á. Giả lắm, giả. Giả vô mắt kiến. Giả lắm. Chứ có gì mà mấy người này chơi hân gian quá. Nhìn vô mắt kiến của anh nữa. Trời, giống uống trà vậy. Rung vậy anh. Trời, uống trà. Trà, trà ngon không ạ? Trà ngon, và nhiệm vụ của anh là đẹp trai. Cảm ơn anh rất nhiều. Có nhiệm vụ phải thế đó. Đẹp là được. Sao? Mời sao? Phương Trinh. Tự nhiên cái uống trà xong cái đẹp trai vậy hả? Kiểu Trinh. Bắt đầu mình dặn qua mình mở phải không? Đúng rồi. Coi một mình thôi. Rồi xong rồi đó. Nói gì với các anh chị không? Chúng ta đều là diễn viên. Trời ơi, xuất sắc. Nguy hiểm quá. Lên. Không, cái nét hồi nãy à. Ghê, ghê, ghê. Bén à, bén à. Không, nhưng mà đây chỉ có mình anh Bình là chưa đóng phim nào hết á. Lý Bình đang bắt đầu xoay quả cầu, hé mở nhẹ, coi ở mặt đáy. Ủa? Nhưng không nói gì, không và lặng lẽ rời cũng... đi. À, người đàn ông trầm mặc. Trời. Người cuối cùng lên xem. Giấu vô nhỏ thôi, một mình biết thôi. Ủa, nhớ mép luôn. Thôi mà, ổn anh. Diễn nét gượng quá anh. Hết. Hết. Một trò hậu tề cho 80 chơi. Anh ơi, cái này là bị bệnh. Bình tĩnh, bình tĩnh nha. Mở ra là thấy người giật giật. Và bây giờ, để cho tất cả những người chơi sẽ thực sự là thoải mái, không phải lo ngại về cái chuyện là phải cầm quả cầu này. Tới cuối chương trình chúng ta sẽ bảo lưu kết quả này trên chiếc cây sự thật. Xin mời. Vâng, và bây giờ sẽ là những cuộc đua chính thức của chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo.
Thầy Ấn Danh đã quay trở lại và đây là vòng thi đấu đầu tiên mang tên gọi thử thách cá nhân. Trò chơi này của chúng ta sẽ thi đấu đối kháng và trong thời gian 1 phút nếu như nhân vật nào có số lượng banh vào ly nhiều nhất thì sẽ có cơ hội trở thành đội trưởng của chương trình này. Và đội trưởng sẽ có những quyền lợi như sau. Thứ nhất, sẽ được lựa chọn thêm 3 thành viên nữa về đội của mình để hợp tác với nhau, tìm được bậc thầy ẩn danh thông qua những gợi ý của chương trình này. Và đặc biệt hơn hết, vào cuối chương trình, đội trưởng sẽ nhận được 2 sự bình chọn cho riêng mình. Nếu bình chọn đúng cho người ẩn danh thì mình sẽ được chia 2 phần tiền thưởng. Những người bình thường còn lại chỉ có 1 phần tiền thưởng mà thôi nếu như bình chọn đúng nha. Luật chơi vòng này rất đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ có vạch xuất phát quy định ở đây. Trên bàn thì sẽ có rất là nhiều chiếc ly giấy. Nhiệm vụ của người chơi sử dụng tay thuận của mình. Chúng ta dùng một tay duy nhất thôi nhé. Nếu như thuận tay phải chỉ sử dụng tay phải mà thôi. Ném quả banh đang cầm trên tay lên trời. Sau đó tiếp tục chúng ta dùng tay chụp quả banh ở dưới bàn, đặt vào trong ly, sau đó chụp quả banh trở lại. Xu giả bộ, Xu làm thật đi Xu. Em làm thử nha. Đây, mình quăng lên xong rồi. Đó. Rất là dễ. Quăng lên bỏ vô. Đó. Quăng lên bỏ vô. Đó. Mọi người thấy chưa? Em master rồi. Rồi, nói đùa như vậy thôi, trò chơi này cũng khá là đơn giản nếu như chúng ta tinh ý một tí xíu. Và đặc biệt, nhanh tay mà Minh Xu nghĩ rằng có một cái mẹo ở đây là chúng ta nên ném quả banh cao lên, bỏ vào được đi, sau đó ánh mắt của mình nhìn và chụp quả cầu lại một cách nhanh nhất có thể. Rồi, số 1 là ai ạ? Số 1 là Thanh Duy. Thanh Duy, anh chơi chưa? Số 2 là ai ạ? Rồi, lượt đầu tiên sẽ là Thanh Duy và Phương Trinh Jolie. Và bây giờ, 1 phút dành cho hai nhân vật đầu tiên. 3, 2, 1, bắt đầu. Hay. Không được. Ok, ok. Phạm Nguyên. Hay quá. Hay quá Duy ơi. Hay quá. Hay quá, ở nhà cho anh nữa giỏi lắm này. Ồ, đó. Giỏi quá. Đó. Đúng rồi, trên thơ bắt đầu quen rồi đó. Rất hay. Ok, ok. Rất hay. Ok. Chưa được, Phạm Nguyên một cái. Hay quá. À, vậy là phụ là lấy không mấy cái. Không ngờ chồng tôi chơi bóng cố lên, cố lên. Vậy là Phạm Nguyên luôn. Khai đi ở nhà cho anh nữa đi. Thì lấy trái đơn ra luôn. Cái này trời ơi, bên này nè, con người ta con trai người ta chơi nè. Cái này nam lợi thế hơn. Ở bên đó là nam lợi thế hơn. Hay quá. Chưa được luôn. Bằng tay quá. Cố lên trên đây. Hay quá. À, cái đó chưa được, chưa được. Bỏ ra, bỏ ra. Cái này chơi cá nhân, không phải đồng đội chàng. Cái này là cá nhân, nó đấu với người kia, không đấu với mình. Tiếp Trinh, tiếp Trinh. Tiếp Trinh. Tiếp, còn thời gian Trinh ơi. Và Trinh ơi, hết thời gian. Ok. Cái tay mình không có được. Đối với Thanh Duy đã hoàn thành xong tất cả những chiếc ly giấy. Còn Phương Trinh Suli trong vòng 1 phút cô ấy vẫn còn 1, 2, 3 chiếc ly chưa hoàn thành. Tổng kết lại game đầu tiên, anh Thanh Duy anh đã hoàn thành xong được 19 trái banh vào trong ly giấy. Và thời gian còn lại của anh là 12 giây. Coi như anh đã xài 48 giây. Xuất sắc, rất nhanh. Phương Trinh Suli, bạn xài hết 1 phút nhưng bạn vẫn còn 3 chiếc ly chưa hoàn thành. Đây vẫn là cột mốc có thể được xoán ngôi nha. Xin mời số 3, chị Kha Ly, số 4 này ạ, Lý Bình. Và bây giờ, thời gian dành cho lượt thứ 2. 3, 2, 1, bắt đầu. Không được, Bình. Cao lên, cao lên Bình, cao lên Bình. Bình tĩnh Ly. Trời, không được, bỏ xuống. Cao nhưng mà thẳng trước á Bình ơi, thẳng trước á. Trời ơi, tôi nghi ngờ quá Bình đi, sao kỳ vậy. Hay quá Kha Ly ơi. Chưa được, chưa được, chưa được. Mình làm mấy cái chơi kia trước, mình làm mấy cái kia trước. Phát huy, phát chưa huy. Được luôn. Đúng rồi. Cứ qua đi Bình. Rồi, ok, okay. Vô phơm. Trời ơi. Từ từ em, từ từ. Cao lên vô phơm, vô phơm. Ê, xếp lại cái này cho bà. Sao bên đây náo loạn vậy? Trời ơi. Bên kia người ta chơi bình tĩnh. Trời ơi, gì vậy? Bốc rồi, bốc rồi. Rồi, vô phơm, vô phơm. Trời ơi. Bình tĩnh. Dựng lên, dựng lên, dựng lên. Có ghiềm hơn tôi nữa. Trong mặt luôn quá, Bình ơi. Cố lên. Thôi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Thôi bây giờ ông đứng đó. Trời ơi, đứng chân nó không còn. Bình tĩnh. Không có được. Ông chấp luôn á. Ông chơi được một trái là ông thắng luôn. Tôi chấp ông luôn á. Hết thời gian. Hết giờ, hết giờ. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi. Thú vị và hấp dẫn lắm. Cả ngàn năm chúng ta mới có được thông tin này. Không trúng được trái nào. Lý Bình của em, một người đàn ông lực lưỡng vạm vỡ, đóng bao nhiêu là phim hành động này kia nọ, đi bao nhiêu là nơi, rồi hả, cơ bắp cuồn cuộn, không được trái nào. Cái quan trọng nhất là bàn tay rất là to nha. Ừ, bàn tay rất to luôn. Bắt cái gì không hà, chứ bắt cái này thì không được à. Tao làm thử một lần trong cuộc em đời mình, coi mình cao mình. Lên cao lên, để vô. Thôi bỏ đi. Bên đây chị Kha Ly,
Chị đã sử dụng 1 phút và số lượng ly còn lại là 2. Cho nên là xuất sắc sáng ngôi Phương Trinh Châu Ly. Tôi thấy bà Ly á bóp cái nào là chắc cái đó là bóp là muốn nát cái bóng luôn á. Hiểu không? Bóp mà bóp. Không cần biết trái trên như thế nào nhưng mà trái này là phải bóp. Ghê quá. Hiện nay hình như nha, hai vợ chồng này là thách game show rồi, chơi game show nào cũng thắng. Hiện nay tạm thời hai vợ chồng đang là hai đội trưởng của chương trình, chúc mừng. Nhưng người thứ 5, 6, 7, 8 chưa chơi, chúng ta vẫn có thể sáng ngôi được đúng không ạ? Số 5 là ai ạ? Chị Tiên, số 6. Số 6 là anh Bình. Số 6 anh Bình, rồi ok. Rồi, lên Lý Bình. Lý Bình là người đàn ông gây kỷ lục cho chương trình, không được một trái nào. Hy vọng rằng chị Tiên sẽ không đi vào vết xe này. Anh Bình, nào hãy làm rạng danh cặp đôi của mình. Không, anh Bình có tuổi rồi nữa. Đấy, tay run lắm. Tay run mà mắt thì cận. Chúng ta vẫn có 1 phút, anh ráng lên. Và bây giờ 1 phút, 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy, đấy. Một tay thôi. Hay quá anh Bình. Hay quá. Từ từ qua luôn đi chị. Hay quá Bình ơi. Thắng rồi. Đội trưởng rồi. Trời hay vậy. Trời ơi. Hay quá Bình ơi. Đừng sao nhanh vậy. Lại. Lại. Chạy cam. Không được, chưa được. Tiếp đi. Chưa được luôn. Không được. Cố lên. Hay. Hay quá. Hay. Ê. Còn được. Lại. Chương trình không cho. Trái. Từ từ anh. Từ từ, còn trái nữa à. Rối rồi. Dừng thời gian nhiều. Rồi, xong rồi. Lố luôn. 2, 1, hết giờ. Chị Tiên thân mến, em có điều muốn chia sẻ. Thôi không sao, hôm nay mình không trở thành đội trưởng, nhưng mình có một sự thầm ngưỡng mộ dành cho một người anh kỳ cựu ở trong nghề của mình. Tuy mọi người lúc đầu có nói tuổi già sức yếu, giống mắc nghề, cận, giống nghề. Nhưng giống với nghề. Khả năng phán đoán hả? Hồi bé đã chơi banh đũa rất đúng rồi. Cho nên đây nè, coi banh đũa xem. Đúng rồi. Mà em biết không, cái tay của nó là điêu luyện. Hình như là hôm nay tôi đi ra khỏi nhà tôi không coi hướng hay sao á. Lên đây là đi giật từ đâu tới đâu. Bình ơi, anh đứng lộn chỗ, hồi nãy em chơi bên này đó. Thôi đi. Anh Bình ơi, thì ra em biết là tuổi thơ em không có banh đũa. Tuổi thơ của mình là chơi bún thung không à. Ok, rồi. Chúng tôi tổng kết số lượng banh của anh Quốc Bình nhé. Anh ấy đã sử dụng hết tất cả những quả banh của chương trình, đặt đúng chính xác vào trong những chiếc ly. Và trong vòng 55 giây, chúc mừng. Vậy chị Kali đã bị xoán ngôi nhé. Hiện nay hai đội trưởng đang tạm thời là anh Thanh Duy và anh Quốc Bình. Hãy chờ đợi xem lượt cuối cùng. Hai người chơi còn lại đó chính là anh Sĩ Toàn cùng với Diệu Thùy Trang sẽ chơi như thế nào, xin mời. Anh, bây giờ trước khi chơi, mình có một sự dự đoán nào không? 48 và 55, anh muốn là xài trong vòng bao nhiêu giây? Có khả năng lay động từ 50 đến 53. 50 đến 53, có cơ hội xoán ngôi 55. Chị Trang khỏi hỏi, biết rồi. Quý vị thân mến, 1 phút sẽ diễn ra ngay bây giờ dành cho hai người chơi cuối. 3, 2, 1, lên. Bóp cây dưới. Chị cứ chơi đi, tụi em bóp cho. Chị cứ chơi bình thường, thoải mái. Không được lại quán cái kia. Không được luôn. Ê, bóp. Từ từ, hãy cao lên. Đó, đúng rồi. Quan trọng là chụp được cái trái kia. Chưa được, loại. Rồi, bình tĩnh. Cao hơn chút nha. Chưa được luôn. Mình đến. Cố lên. Đừng thảy vô người, thảy thẳng lên. Em thảy thẳng lên đó. Đó. Không quan trọng là được bao nhiêu. Chưa được, mình. Không được. Bây giờ không quan trọng dây luôn Trang. Đúng rồi. Đó. Tôi thua rồi mà. Bây giờ chơi gì vậy? Cố lên. Đỡ nhục nè. Đúng rồi, còn một trái nữa anh. Đáng lên, bên đây. Trái cuối cùng, lên. Ba. Chưa được, cố lên. Rồi, bị xoán ngôi rồi. Chưa được, cái nữa, một cái nữa, một cái nữa. Hết giờ rồi. Bỏ cuộc luôn. Bên kia bỏ cuộc thì tôi cũng đã hiểu. Nhưng bên đây rất là sát sao. Thật sự là như anh dự đoán là 50 cho tới 55 giây. Đây là trái banh thứ 55 giây nha quý vị. Nhưng chỉ có cái là nó bị ngã thôi. Chứ mình mất thời gian nhiều ở trái này. Thôi, không sao cả. Cũng rất là xuất sắc, còn hơn Lý Bình không có thế nào nha.
Trang, Trang em thấy Trang được nhé. Mặc dù có năm trái thôi nhưng mà bên hơn Bình không có một trái nào. Đúng, tự hào chưa? Tự hào đi. Quý vị thân mến, vậy là thông qua trò chơi đầu tiên này, chúng ta đã có được hai đội trưởng. Xin được chúc mừng cho Thanh Duy và Quốc Bình. Dạ, mời hai anh vô đây ạ. Bây giờ bữa nay mình chọn đội nha. Hai nhân vật này sẽ được quyền lựa chọn thêm 3 thành viên nữa về đội của mình. Bây giờ quánh tù xì để lựa chọn trước. Anh là người cao tuổi, chắc cho anh lựa chọn trước thì ha. Chắc luôn. Tự nhiên nhận mình, tự nhiên nhận mình cao tuổi chi? Không sao, bởi vì mình có mục đích rồi. Trời, người ta có câu là chia uyên dễ thúy. Ừ. Và ngày hôm nay mình sẽ làm cái nhiệm vụ đó. Anh chọn chia uyên dễ thúy. Kali. Chia cặp đôi thì ra. Rồi. Ghép. Kali. Mời anh. Tôi ghép. Người ta giỏi lắm đó. Anh có rất là nhiều vòng thi mà có cần thể lực cường tráng. Chọn Trinh đi, Trinh giỏi lắm á. Trinh. Rồi, anh Bình chọn Trinh rồi, không lẽ bây giờ mình không chọn Bình đúng không? Không. Tôi chia cặp, cầm một cặp nữa. Đủ rồi, chia hoài như vậy. Coi như là phải cho vợ chồng ngày hôm nay mâu thuẫn với nhau. Ok. Tiên là người thứ hai. Tiên. Bây giờ phụ thuộc vào sự lựa chọn của anh. Thế anh toàn chia luôn. Chia luôn. Lỡ rồi. Mình cảm thấy rất là bị tổn thương luôn á. Chọn lần thứ hai mới chọn mình á. Phải. Tại vì sợ quên hai người này vợ chồng vô đó. Anh có chữ ai chọn mình nữ không làm chồng. Cho thứ ba của anh là cũng là một người có sức kỳ cục vậy. Bây giờ phải chọn Lý Bình. Được anh. Thôi. Nghĩ chọn Lý Bình đi. Bây giờ chúng ta chỉ còn là hai nhân vật nữa mà thôi. Một là Lý Bình, hai là Thùy Trang. Nếu anh lựa chọn Thùy Trang luôn thì bên đội mình có vẻ là nữ nhiều quá, lỡ như chơi vận động đôi khi nó thua. Bây giờ mình chọn thêm đàn ông bên kia cho nó cân. Nhưng mà đôi khi những trò vận động lại cần sự khéo léo, con gái rất là khéo. Em biết là anh chọn chị Trang mà, đúng không ạ? Cũng là một người em đồng nghiệp nên chọn luôn cho. Đó, chọn luôn rồi. Mời. Ai nói mà bên này nữ không đâu. Ờ, thì nữ không đó. Ủa, tụi mình nam lắm mà. Trời. Hiện nay thì hai đội trưởng ở hai đầu bàn đã lựa chọn được thành viên cho đội của mình. Có vẻ là hơi chưa có cân lắm về số lượng thể lực, nhưng hy vọng rằng sẽ cần rất nhiều sự khéo léo ở những vòng thi đấu tiếp theo. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi gặp gỡ một trò chơi thách đố nữa dành cho hai đội chơi ngày hôm nay để giành lấy gợi ý thứ nhất của chương trình sau ít phút quảng cáo. Bậc thầy ẩn danh đã quay trở lại ngày hôm nay tại đây. Và vòng thi đấu này rất là thú vị và hấp dẫn. Cứ mỗi tuần chúng tôi sẽ luôn luôn mong muốn mang lại những cái giá trị nghệ thuật. Và đặc biệt hơn hết là sự đầu tư rất là hoàn hảo trên sân khấu của những nghệ sĩ khách mời đặc biệt. Để thứ nhất là mê. Các anh chị phải mê những tiết mục này. Coi để làm gì, sau khi đó chúng ta sẽ ghi nhớ hết tất cả những cái thông tin mà chương trình đưa ra. Trên sân khấu có cái gì, biểu diễn ra làm sao, những nghệ sĩ của chúng tôi đã thể hiện cái khả năng của mình như thế nào. Hãy để thật là kỹ hết tất cả những chi tiết. Chúng tôi chỉ có 6 câu hỏi đặt ra cho hai đội chơi mà thôi. Và nếu như trải qua 6 câu hỏi, đội nào có số lượng câu trả lời đúng nhiều hơn, đội đó sẽ có gợi ý đầu tiên dành cho đội của mình. Sân khấu đã sẵn sàng bày trí một tiết mục biểu diễn rất đặc biệt. Và hãy cùng nhau chào đón hai nghệ sĩ Hoàng Jin và Khánh Ngọc. Xin mời. Thank you.
Và bây giờ trên tay Minh Thù đã có 6 câu hỏi. 6 câu hỏi này sẽ chỉ liên quan tới tiết mục mà thôi. Hai đội trưởng đã có 2 tấm bảng rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ cần sau khi Minh Thù đọc xong câu hỏi với thời gian là 15 giây cho mỗi câu, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận cũng được, làm sao cho ra đáp án cuối cùng mà hy vọng rằng đáp án đó chính xác. Mỗi câu chính xác chúng ta sẽ có 1 điểm. Và nếu như trải qua 6 câu, đội nào có nhiều điểm số hơn, đội đó sẽ có gửi đầu tiên của chương trình. Và bây giờ câu hỏi thứ nhất như sau. Bánh xe của giá đỡ kiếm có màu gì? 15 giây bắt đầu. Dấu vô mắt con, bên này copy. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Đen và bên đây màu vàng. Câu trả lời viết rất nhanh và rất tự tin. Liệu rằng đâu sẽ là đáp án chính xác? Xin được thông báo có một đội trả lời đúng. À, anh tự tin luôn hả anh? Tôi tự tin về tài quan sát của Thùy Trang. Chị Trang, chị có nhớ lộn không? Nhớ không á? Cái lõi nó màu vàng á. Cái lõi nó màu vàng. Tại sao mình lại ghi nó màu đen anh Duy? Thì thấy màu đen. Vì thấy nó màu đen thì ghi màu đen, đúng. Tôi tin vào đồng đội của tôi, ok anh ta hỏi gì vậy? Không, nhưng mà bình thường á là mấy cái bánh xe mà hay làm để đẩy mấy cái đồ lắp vào á, thì mình nhớ là nó hay có cái màu vàng lắm. Bánh cái xe mà màu vàng đen là nó bình thường quá rồi. Không được cãi vợ. Ở đây không có vợ chồng nữa, thương trường là chiến trường. Bảo vệ lập trường, màu đen. Màu đen. Đúng vậy, màu đen. Màu đen là màu đá bán. Sai. Yeah, vậy là mình đúng. Yeah. Và đá bán màu đen là hoàn toàn chính xác. Yeah. Chúc mừng. Duy thấy chưa? Người ta đã nói là phải nghe vợ mà không nghe. Một điểm đầu tiên thuộc về đội số 2. Và bây giờ, câu hỏi tiếp theo của chúng ta như sau. Nghệ sĩ Khánh Ngọc dùng tay nào để xoay bánh xe? 15 giây bắt đầu. Có một cái đoạn mà sau khi giữ được thăng bằng rồi, nghệ sĩ là hay lấy tay thuận xoay nha. Cái bánh xe. thấy rồi, xong 3, rồi. 5, 4, 3, 2, 1, xoay bảng. Chồng trả lời cho đội mình là trái, vợ trả lời thay cho đội mình là phải. Nghĩa về chồng chắc có bền lâu. Xin được thông báo chỉ có trái hoặc phải mà thôi. Tay nghệ sĩ Khánh Ngọc dùng để xoay bánh xe là tay. Phải. Tay trái, chúc mừng. Yeah. Chỉ có xoay bánh xe thôi. Nhớ là cái đoạn bên này không? Chị Ngọc dùng cái tay bên này nè. Đại biết sao không? Thì thường tay phải là cái tay chủ lực để cân bằng cái kia rồi. Vậy còn cái tay trái đây. Ôi lâu lâu hên thôi. Ừ. Thắng là thắng, thua là thua. Ok. Không phải. Không có hơn gì trơn. Minh không phải, tức là bên này làm cho nó gay cấn cho đều nhau, chứ bây giờ bên này thắng hoài tự dưng nó không gay cấn. Ok, ghê. Cái. Không, nhưng mà phải để đều nhau đó em. Câu hỏi tiếp theo như sau. Lúc nâng chiếc lu lên trên đầu, nghệ sĩ Khánh Ngọc đã vỗ tay bao nhiêu cái? 15 giây bắt đầu. Đúng rồi. Trời ơi. Lúc đó chị Khánh Ngọc đã vỗ tay. Xoay. Hy vọng anh nhớ đúng. Xoay, vỗ. Bao không, nhiêu cái lu á?
Nên anh có dặn nhiều lắm. Cái này lắm, đúng, không nhớ. Phải dự đoán thôi. Ủa sao em kỳ, em nhìn bên kia đi. Anh nhớ luôn hả? Trời trời. 4, 3, 2, 1. Lại đi rồi. Hết giờ. Xin mời xoay bảng. 6 cái bên đây, 6 cái. Cho mình xuống hỏi lý do vì sao lại là 6. Thích nhớ. Số 6. Ê, bên kia chị. Không phải. Thực ra lúc nghệ sĩ Khánh Ngọc vỗ tay á, là mình cũng vỗ theo. Vỗ liệu. Mình không biết là bao nhiêu cái luôn, nên mình chọn số 6 cho đẹp. Mình thích số 6 bên đây, đây là anh Sĩ Hoàng là... để đó ta... luôn. Lúc thấy chị Khánh Ngọc đội cái bàn lên, đã thấy chị vỗ tay rồi. Thấy có một cái gì đó chắc là phải liên quan tới cái sau, cho nên để ý cái vòng xoay và cái vỗ tay. Anh đã đếm được là 6 cái. Chồng em ghê quá Tiền ơi. Và 6 cái là một đáp án chính xác chưa? Wow, anh ơi, quá Bình ơi. Bình ơi hay quá. Bình hay ghê luôn đó, nói 8 mà biết 6. Nói 8 mà biết 6. Rồi, tiếp tục nhá. Ồ, bên kia đúng không? Đừng tin gì anh nói. Ồ, bên kia ăn hơn. Đây, câu này thì cần sự quan sát rất là kỹ của các chết, chị. Chết. Câu hỏi như thế này: cho các binh khí của nghệ sĩ Hoàng Jin đã biểu diễn trong tiết mục vừa rồi, kiếm, xà beng, 5 cây kích và 5 cây kiếm, hãy xếp theo thứ tự biểu diễn trước sau. Ghi luôn, ghi luôn. Dễ nè. Chúng ta còn lại 8 giây. Năm thường, năm kích. Rồi xong rồi, bên đây xong rồi đó, xong rồi, tôi trả lời trước đi. Rồi trả lời cho mọi người. Đúng rồi. 2. Không, cái người 10 cuối cùng ấy, cái người cuối cùng. Xong rồi, cái này tôi quan sát mấy con này mất kiến mà. Anh hơi thắc mắc một chút xíu á. Cái cây thật là dài là gọi là cây kích. Xin mời hai chiếc bảng. Ở bên đây trước cụ thể luôn nè. Kiếm xoắn là cái kiếm nhỏ nhất đầu tiên, sau đó tới xà beng. Vâng, tiếp. Xà beng. Đến là tới 5 cây kiếm nhỏ. 5 cây kiếm nhỏ và 4 kích. Bên đây thì sao ạ? Kiếm nhỏ, xà beng, 5 kiếm to và 5 kích. Câu trả lời của chương trình là kiếm nhỏ số 1, đúng. Xà beng số 2, đúng. Kiếm hay kích đây? Kiếm to. Kiếm to chính xác là số 3 và kích là số 4. Trời ơi, đậu tôi nhớ ghê lắm, đơn giản không? Đây, câu hỏi này là các chị em phụ nữ chắc nhớ. Nghệ sĩ Khánh Ngọc mặc áo bà ba có cổ hình gì? À, hình gì? 10 giây bắt đầu. Dễ rồi được không? Bây giờ dễ hình. Hình tim. Trái tim. Thôi. Rồi xong. Đúng xong rồi đó. 5, 4, 3, 2, 1. Hết thời gian. Hình tròn. Bên đây thấy hình tròn. Trời ơi. Hình tim. Hình tim, bên đây là hình tròn. Tim tròn. Tim tròn. Mà cái mũi tên nữa. Thôi tim rồi, tim tròn là sao? Không có cái áo nào có tim tròn hết anh. Tim hay tròn? Tim hay tròn? Tim tròn. Thôi gian quá hả? Bên kia trả lời đúng á. Trái tim nó hình tròn nha quý vị. Nha, khoa học chứng minh trái tim hình tròn. Có rất nhiều loại cổ tim, có loại nó dài hơn chút xíu, có loại nó cũng là tim nhưng nó ngắn ở trên này. Thế đội này mới muốn mô tả nó chính xác gọi là cổ tim tròn. Cái đó hãy là tim cạn hoặc tim sâu chứ không thế nào là tim tròn. Thì đấy là tim cạn, tim sâu hay gọi tim tròn với tim dài. Chỉ có một là tròn, hai là tim. Rồi, các chị lựa chọn cái nào? Bây giờ người ta đỡ phức tạp, ta để là tim nè. Trời ơi, bên đây thì dễ minh họa luôn kìa. Và đáp án của chương trình là hoàn toàn không chính xác. Đáp án đó chính là cổ hình tròn. Trời ơi, vậy cũng được luôn. Rất tiếc, hồi nãy mình viết hình tròn là ngon rồi. Anh nhớ là tròn mà mọi người kêu có cái nhọn. Minh nè, Minh nói chi chị em phụ nữ là bây giờ Vinh mất mặt thôi. Không, mình hoàn toàn tin tưởng luôn. Thương trường là chiến trường. Mình đừng tin vào những gì đối thủ thấy. Phải tin vào trái tim của mình. Sai, mình chỉ sai luôn. Bắt chước tài theo đúng không? Câu này cả hai đội đều không có điểm, chúng tôi chỉ còn một câu cuối cùng nữa mà thôi. Tập trung, đội mình tập trung. Nhân vật trợ diễn tiết mục nâng người bằng yết hầu đã ngồi xếp bằng và chân nào ở phía trên? 15 giây, bắt đầu. Em không nhớ cái não trên hả? Trời ơi. Xong rồi, bắt đầu gì nữa. Bên đây ghê lắm. 3, 2, 1, hết giờ. Rồi, lật. Chưa, từ từ. Đừng tin đối thủ, đừng tin đối thủ. Giờ, cùng giờ. Bên này là phải, bên này là trái. Chỉ có một đội đúng thôi. Đối lập đúng rồi. Chỉ có một đội đúng mà đúng thôi. Rồi. Hồi nãy thì bên mình cũng chính xác câu bên trái đúng không ạ? Liệu rằng lần này bên trái nữa có đúng hay không? Bên phải đi, bên phải đi. Ba phải. Chân phải là một đáp án sai. Chính xác.
là sao? Chứ không phải là đáp án sai. Quay. Coi mặt anh Bình nè, mặt anh Bình nè. Anh kia. Sai. VIG, em cứ vui bây giờ đi. Anh đã có kế hoạch rồi, anh hiểu không? Anh đã cài gián điệp sang bên đó. Trời ơi, em hai gián điệp của anh ngồi đây rồi, yên tâm. Em cũng có gián điệp kìa. Đó, gián điệp bên đây nè. Nhưng mà bên này kèo trên. Thắng là thắng, thua là thua. Rồi, công bố kết quả đi. Quý vị thân mến, khép lại vòng thi đấu này. Số điểm như sau. Đội số 2 với đội trưởng là anh Quốc Bình có được 3 điểm cho đội của mình. Wow. Và đội của anh Thanh Duy, đồng đội tin tưởng lẫn nhau và hòa chung con tim đã có 4 điểm. Chúc mừng. Yeah. Và đội chơi có được gửi đầu tiên xin được chúc mừng cho đội số 1. Đây không phải là quả cầu bình thường. Nó giống như một chén súp gì đó. Súp miso. Súp cua. Súp cua. Yeah. Súp cua nhưng không có cua nha. Nhưng không có cua. Hy vọng rằng sẽ có những cái gợi ý rất là đắt giá dành cho đội của mình. Xin mời. Lily Vy Tiên. Trời đất ơi, cái bà đó tỉnh. Ẩn danh mà. Nên tôi không kịp làm người ẩn danh. À, hiện tại thì chúng tôi xin phép là không cho phép thăm nom gì cả. Lúc này là đang tạm thời chia tay nhau. Anh muốn làm cái chuyện này mà tự nhiên bây giờ anh lại muốn hai người ta gặp nhau. Người ta cố tình mà. Ừ. Xin mời đội vừa chiến thắng về vị trí của mình. Nếu như đã hiểu được thông tin, không biết là một vài phút thôi để chúng ta thảo luận. Mọi người có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Chia sẻ đi, biết đâu lát sau người ta thắng người ta chia sẻ lại. Đội mình đang chia sẻ cái niềm vui bởi mình nhận được cái thông tin. Cái mục đích của mình nó cuối cùng là mình phải tìm ra được người ẩn danh, đúng không? Cho nên bây giờ cho dù chúng ta có hai đội nhưng mà chúng ta có 7 người cùng chung một chuyến tuyến. Mình chỉ loại trừ một người thôi. Cho nên là mình phải chia sẻ cái thông tin. Nhưng mà cái vấn đề là càng nhiều người số tiền càng được bị chia ra. Không nha, theo thể lệ là số một phần đông. Phần đông chứ ít là đoán không được tiền đâu. Bản thân của đội bên mình là đã biết được cái loại trừ rồi. Cho nên là mình cũng biết loại trừ được ai rồi, đúng không? Cho tức nên là, mình là có tức là sau khi mà em đoán sở. Được, em mà đoán được em sẽ được nhiều tiền đúng không? Đúng rồi, càng em ít nghĩ... người thì cái tỷ lệ chia sẽ được nhiều hơn. Em nghĩ rằng là một mình em cầm nhiều tiền đi về được với 7 người không? Tuy nhiên là đội của em chia nhau thì vẫn nhiều hơn là phải đúng chia rồi. Với lại những đội chắc kia sức. Rồi, mọi người thấy sao? Theo như anh Bình nói là anh muốn mọi người chia sẻ ra. Nhưng anh à, mọi người bên đây được quyền trả lời hoặc không? À không, anh chỉ anh nói vậy thôi chứ thực ra anh cũng đoán được rồi. Ở bên đây tôi cũng đoán được rồi. Vài lời vậy thôi là anh đoán được rồi. Ai cũng đoán được hết trơn á. Bên đây cũng đoán được rồi. Nhưng mà quan trọng là ai cũng đoán được rồi thôi mình dừng game. Rồi cho Minh Sù hỏi Lý Bình, bạn có muốn chia sẻ thông tin cho đội bên kia hay không? Tất nhiên là thành viên trong đội phải qua ý của đội trưởng chứ. Không đúng không anh? Chia sẻ gì, có gì đâu chia sẻ. Đội ai nói chơi đi, chia sẻ chi, thấy chưa? Vâng. Bên này đâu có cần bên đó chia sẻ chi đâu. Dạ, cảm ơn. Trời ơi. Bỏ tay lên. Quý vị thân mến, rất là tuyệt vời khi những người chơi hiện tại đang rất là đồng lòng cùng với nhau để đến với vòng thứ hai ngay bây giờ. Đừng chứng ơi, chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Trở lại với vòng thi đấu tiếp theo của bậc thầy ẩn danh mang tên là người thông thái. Và tại vòng này thì như thường lệ chúng tôi vẫn sẽ có 8 câu hỏi dành cho 8 người chơi, chia làm 2 đội chơi. Luật chơi rất đơn giản như thế này, mỗi người chơi sẽ tự trả lời. Nếu như câu hỏi nào mà mọi người tự tin, mọi người có thể trả lời theo ý riêng của mình hoặc thảo luận chung với đồng đội của mình. Đáp án nào chính xác thì chúng ta sẽ được 1 điểm. Và trải qua 8 câu hỏi, nếu như đội nào có nhiều điểm hơn, đội đó sẽ có gợi ý thứ hai của chương trình. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta như sau. Năm Canh Tý là năm nhuần. Hỏi năm Canh Tý có tháng âm lịch nào nhuần? 15 giây bắt đầu. Âm lịch năm ngoái là nhuần. Năm nay là năm nhuần, vậy tháng âm lịch nào là chỉ có năm mới nhuần thôi hả? Không biết thì đoán đại mỗi người một kết quả thử xem. Ừ, anh 1, em 2. Không biết nữa, ghi đại đó. 5,
4 3 2 1 hết giờ. Xin mời 8 người chơi. Tháng 10. Mày đặt ghi này. Ghi chữ nữa ai cũng số. Trời ơi. Hai vợ chồng có chữ. Trời hay á. Thiệt sự. Chữ ghê vậy. Trời. Trời ơi. Tháng 4, tháng 2, tháng 2, tháng 1, tháng 5, tháng 4, tháng 7, tháng 10. Chỉ có một tháng nhuần mà thôi trong năm Canh Tý. Và đây là tháng âm lịch nha quý vị. Chúc mừng cho ai trả lời nhuần vào tháng 4 âm lịch. Wow. Bên đây được mấy người tháng 4 ạ? Đứng điểm mấy người tháng 4. Bên đây được mấy người tháng 4 ạ? Một người tháng 4 luôn. Mỗi đội được một điểm đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là một câu đố vui. Các anh chị tư duy thoải mái với em nha. Đừng nghiêm túc làm gì không có điểm đâu. Câu hỏi như sau. Cái gì dù lỗ nhiều nhưng người ta vẫn bán? 15 giây bắt đầu. Mọi người muốn tư duy như thế nào cũng được ạ. Copy bài được. Nhiều cái được, nhiều đáp án được đúng không? Một đáp án. 5 4 3 2 1 hết giờ. Điện cân. Trên copy luôn đi. Cân. Bên đây là cái rổ. Hay quá. Anh Toàn nó hay quá. Tại sao vậy anh Toàn? Tại coi rồi. Tại thấy nó đi với cái lỗ đó. Cái gì lỗ nhiều nhưng người ta vẫn bán? Cái rổ có quá là nhiều lỗ. Đây là một câu đố vui cho trời ơi. Cái rổ là một đáp án chính xác chứ. Yeah. Câu hỏi tiếp theo như sau. Tính tới năm 2020 có bao nhiêu cây cầu bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng? 15 giây bắt đầu. Ghi con số. Mày... được rồi. Đâu Chắc không. Ok. Em cũng nhớ mang máng gì đó. Ok, theo đồng đội luôn. Gợi ý nè. Gì nữa đó. Đây là số chẵn. Cái sau. Biết rồi. Số chẵn. Anh nói là cái sau. 5 4 3 2 1 hết thời gian. Mời mọi người xoay bảng. Chết cha em làm ít xịn. Nhiều bay. Nhiều cầu vậy. 6 4 4 4 4 4 4 4 3. Rất nhiều 4 ở đây. Rồi xong. Xin được chia sẻ với tất cả mọi người, tính tới năm 2020 thì có số lượng cây cầu bắc qua sông Hàn ở Đà Nẵng như sau. Thứ nhất, cầu sông Hàn, đúng không ạ? Thứ hai, cầu Rồng, chúng ta rất là quen thuộc. Thứ ba, cầu Trần Thị Lý, là cầu rất dài mà chúng ta biết. Thứ tư, cầu Thuận Phước, là 4 cây cầu. Thứ năm, cầu Tiên Sơn. Và thứ sáu là cầu Nguyễn Văn Trỗi. Yeah! Xin được chúc mừng cho hai cô gái đang cầm tóc bạn với bộ váy màu vàng rất là đẹp ngày hôm nay. Thì có gì đâu, có gì đâu. Em lại gần cho đội mê. Em lại gần chồng em đi. Mình thắng, mình có quyền chứ. Hên thôi. Tiếp tục, câu hỏi số 4 như sau. Theo thần thoại Hy Lạp, tên đỉnh Olympus thờ bao nhiêu vị thần chính? 15 giây bắt đầu. 5 4 3 2 1 hết giờ. Xin mời xoay bảng. 12 tất cả đều là 12. Mà chị Thùy Trang rất là tự tin với câu này để cho đồng đội mình copy. Không biết là chị biết thông tin này không ạ? Có một lần thì cũng nghiên cứu về các vị thần. Zeus là chúa tể của những vị thần. Hera là vợ ngài và là nữ hoàng của các vị thần. Bên cạnh đó là có những vị thần về hôn nhân gia đình, về cây trái, về săn bắn, vân vân. Nói chung là 12 vị. 12 là một đáp án không thể sai được. Chúc mừng. Yeah. Ở bên mình là hình như ai là người trả lời 12 ạ? 12. Hội ý với nhau. Hội ý với nhau đúng không ạ? Ta nghĩ theo cái đồng hồ có chữ số La Mã đó. Dạ. Số 12 đó. Lập luận cũng có vẻ hợp lý đúng không ạ? Cho nên là hoàn toàn chính xác thôi. Chúc mừng. Mỗi đội được 4 điểm. Câu hỏi tiếp theo như sau. Xe gì đi trên cạn nhưng tên lại giống với phương tiện đi dưới nước? 15 giây bắt đầu. Chữ xe có một chữ xe. Xe gì? Đúng rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Tàu hỏa vì sao ạ? Tàu. Đang hỏi xe gì ạ? Thì xe lửa.
xe lửa, anh phải ghi là xe lửa. Rồi rồi, ghi xe lửa. Nhưng mà xe lửa giải thích làm sao ạ? Xe phương tiện này đi trên cạn, nhưng mà cái tên lại giống như một phương tiện đi dưới nước. Có xe đó à? Tại vì ta hay gọi là tàu hỏa. Nhưng mà tàu này ta tưởng tượng với là cái tàu. Cái con tàu dưới tàu á. Em nói cho anh nghe, xe đò nghe có vẻ hợp lý hơn. Nó có con đò. Đúng, đúng. Nó còn dễ chịu. Còn có tàu mà, có tàu. Tàu cái gì? Chung một đò không copy. Nãy kêu ghi thêm đi, không chịu đâu. Ừ, nãy kêu ghi thêm, em thấy cái trên có hợp lý mà. Mình chỉ tính một phương án thôi. Rồi, xe đò. Lại bồi cái dưới rồi đó. Mắc cười quá. Xe đò, tao muốn chọn nào tao chọn chứ. Ủa vậy hả? Ừ, nè, em xe đò đã bán chưa chính xác. Tại sao lựa chọn xe đò ạ? Nãy cũng lập luận giống như người đội trưởng đó là tàu hỏa. Nhưng mà tàu hỏa Minh Thù có nói là nó giống như một cái phương tiện để chạy dưới nước. Nó tàu hỏa giống xe đò gì? Bên kia là xe gì ạ? Xe trắng. Xe ạ? Xe hơi. Xe trống. Dạ, xe lội nước là xe gì thưa anh? Cái xe đó lội nước được. Trời ơi, cái gì vậy? Từ từ. Có lại xe lội nước được không? Mà rõ ràng nhắc đến lội nước là nó phải liên quan tới là vận phương tiện vận tải ở dưới nước đúng không? Ơi, cái mà lập luận kỳ cục quá. Trước khi được xuống nước là nó phải chạy ở trên bờ, tức là nó phải chạy ở trên cạn. Tóm lại là xe lội nước có thể là đáp án đúng. Có thể thôi và chúng tôi khẳng định sai anh nhé. Và đội nào trả lời phương án là xe đò là đáp án chính xác. Chúng Câu hỏi tiếp theo như sau. Chúng ta còn lại 3 câu, ráng lên mọi người, ráng gửi điểm nha. Trong các hướng, hướng nào có nhiều đàn ông nhất? Đây là câu đố chữ. 15 giây, bắt đầu, dễ quá. Nè, hãy ghi chính xác hướng nha. Ghi thêm đi, câu này em đúng biết. Đúng rồi, nọt sao nọt. Nọt sao. Đúng rồi. Nọt. No. Hướng một. Nọt. Khoát. Đi sao về nọt. Đi sao về nọt. 1. Hết giờ. Hướng nam. Đón nam. Đón nào. Cái này dón. Đông nam. Hướng đông nam. Đông nam. Trong những giây cuối cùng sửa lại. Bên đây là đông nam. Tất cả đều là đông nam đúng không ạ? Tại chết em, tôi. Tại em. Chị ơi, đôi khi chị như vậy là chung thủy. Sao vậy? Ăn phạt đi vô. Không có gì phạt hết trơn á. Chị muốn có một nam thôi. Nhưng đây tất cả mọi người đều muốn rất là nhiều nam. Cho nên đông nam là đáp án chính xác. Chúc mừng. Đội số 2 được 3 điểm và đội số 1 được 4 điểm. Chúc mừng. Câu hỏi số 7 như sau. Ô, cái này quen. Địa danh Vĩ Dạ được nhắc đến và trở nên nổi tiếng qua bài thơ Đây thôn Vĩ Dạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử. Hỏi, thôn Vĩ Dạ thuộc địa phận tỉnh thành nào nước ta? 15 giây, bắt đầu. Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Mời mọi người giơ bảng ạ. Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế. Và đây là một đáp án chính xác. Chúc mừng. Câu hỏi cuối cùng của chúng ta như sau. Con gì không gáy nhưng chúng ta vẫn gọi là con gà? Câu đố 15 giây bắt đầu. Con gì không gáy nhưng chúng ta vẫn gọi là con gà? 5 4 3 2 1 Hết thời gian. Con gà mái. Con gà mái. Bên đây là gà mái. Gà mái hay gà con đều đúng. Chúc mừng hai đội chơi. Yeah! Quý vị thân mến, khép lại 8 câu hỏi, số điểm hiện nay của hai đội chơi như sau. Đội số 1 với sự dẫn dắt của nghệ sĩ Thanh Duy được 19 điểm. Đội mình chắc 20 quá. Đội số 2 với sự dẫn dắt của đội trưởng Quốc Bình đã có số điểm chắc 18 á. 29. Mình trả lời sai nhiều nhất nha mình. Xíu à, 20 thôi. 22 điểm. Chúc mừng. Rồi, đợi đó cho biết cái gợi ý nha. Đây, món báu vật gia truyền nhà tụi em. Ở cái vòng này bọn em mới trao được nha. Chúc mừng các anh chị, mời các chị thảo luận. Mặt ra mặt, nhìn mặt đó. Quý vị thân mến, đội số 2 đã nhận được gợi ý số 2 của chương trình và đã đặt một câu hỏi ngược lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời cho các anh chị và câu trả lời là: sai. Đúng phần. Với cái gợi ý thứ hai này,
Các anh chị có cảm thấy vui không? Các anh chị có muốn trao đổi không? Trao đổi đi. Thôi bây giờ bên kia chia sẻ trước đi. Hồi nãy trong lúc mà thấy đội số 2 đang thảo luận thì thấy hình như là tất cả những ánh mắt đều đổ dồn về phía đây. Là không biết mọi người có phải là đang lập luận cái gì đó nghi ngờ gì đây không ta? Anh Toàn anh nói là dường như nhận được gợi ý thì xăm soi về phía bên mình nhiều. Hơi nghi ngờ bên mình nhiều. Và câu trả lời của chương trình là sai rồi. Thì không biết anh có thoải mái chưa với thông tin này? Thoải mái rồi đó. Cái đó không phải là chia sẻ, cái đó là hỏi. Rồi bây giờ anh Bình, anh chia sẻ ngược lại theo cái cách mà người ta đã chia sẻ với mình. Đó, anh chia sẻ là anh rất là thất vọng khi mà cái đội số 1 không chịu chia sẻ thông tin gợi ý đầu tiên cho đội bên này. Bây giờ gợi ý đầu tiên nè, hai con hờ. Tôi đây bận phải gieo. Bận gieo vần. Ừ. Nên tôi không thể là người ẩn danh. Đó. Rồi vậy đó, rồi mọi người tự nghĩ. Rồi câu của mọi phải... người trong ghi tờ giấy ghi là gì? Trinh nói 100% chính xác cái tờ giấy mà bên đây đúng luôn, đúng luôn. Minh Dù đồng ý, Kim Chứng đó. Tôi đây phải bận gieo vần. Nên tôi không phải là người ẩn danh. Không phải người ẩn danh. Bên này có hỏi là ba người bên đó nhưng mà nói là không sai hết. Có nghĩa bên đây cũng muốn giấu đi hai cái tức tên. Là bên đây cũng muốn giấu đi những cái tên. Khoan. Đúng không ạ? Đó, tức là bây giờ chúng ta có 5 người có nguy cơ là người ẩn danh. Đó. Hiện nay là còn 5 người đó. 5 người này là ai? Mọi người có muốn chia sẻ tên luôn không? Không. Nếu mà chia sẻ thì không vui đúng không? Ừ. Phải vui chứ. Có vui không? Trông vui. Anh Bình, anh không nhớ lúc đầu họ muốn như thế nào. Họ muốn không muốn nhiều người biết để họ chia tiền. Nhưng mà thực sự là anh muốn, bởi vì anh không quan trọng tiền mà anh quan trọng là tìm ra người ẩn danh. Ok, chơi luôn. Bây giờ anh tập trung vô cái câu của Trinh nói đó. Ai lúc đầu vô là gieo vần? Nè, nè, mà bận gieo vần. Ba người kia là bỏ qua rồi đúng không? Ai năm người này thôi. Mình biết tôi thôi, mình biết tôi, thôi. Tôi đang bận phải gieo vần nên tôi không phải là người ẩn danh, hai MC mình là phải bỏ ra rồi đó. Chị Tiên thân mến, đây là gợi ý đầu tiên. Còn gợi ý thứ hai. Đây là gợi ý thứ hai. Thì cho nên là chị phải lưu ý là gợi ý đầu tiên là phải loại trừ trước, sau đó gợi ý thứ hai loại trừ thêm. Đó, bây giờ nhớ lại đi, từ đầu đó ai vô gieo vần tới mức bận mà không phải là người ẩn danh. Ai vô đọc thơ? Mới nói ai làm thơ thì đó có. Ai giới thiệu ai là người làm thơ? Không liên quan. Có không? Anh có liên quan, người ta mới có, người ta mới ghi. Có. Anh sao anh nghi ngờ người khác của anh mình ơi, thiệt á. Thì hai người này không nằm trong danh sách mà, thì anh phải loại trừ người ta đi luôn. Nếu khó nghĩ quá thôi mình tự khai luôn đi. Không, nè mọi người nên nhớ nè, cái người mà ẩn danh họ sẽ đang chống chế và đang cố tình làm cho cái à, mình hiểu rồi. Mình phải bị suy nghĩ lệch lạc, cho nên là mọi người hãy chú ý nha. Cái thành viên nào mà cố tình chống chế những phản bác là mình phải nhắm sao người tôi đó. Ghi bà quá bà Ly. À đó. Em cứ tôi ghi bà đó. Bây giờ đang chĩa mũi về tôi. Em hiểu vấn đề rồi, nãy giờ tích tịch thu lại từ những cái câu nói của mọi người. Hồi nãy lúc đầu em nói thẳng luôn là cái câu thơ đó lúc đầu hai em ra gieo vần. Xin Trinh này Bình là gieo vần là hai mà trắng là không phải rồi. Coi như loại trừ là ở đây sẽ còn 4 người bên kia và 2 người ở đây. Đúng không? Và đội bên kia được phép kể tên ra 3 người họ nghĩ là đội bên này không phải hoặc là phải. Mới nãy á, là bên đội của Ly á, là đưa ra 3 tên mà bên đội Ly nghi ngờ. Đó là Lý Bình, Phương Trinh. Khoan, em phải hỏi cả 4 người bên đội mình là có đồng ý công bố cả 3 tên này không? Tại em thấy bên kia chia sẻ mình rồi mình phải chơi đẹp. Mà chơi luôn đi. Đúng rồi, bên kia đâu? Lý Bình, Phương Trinh và Lý Sĩ Toàn là mình loại rồi đó. Tại vì bên chương trình trả lời là sai. 3 nhân vật này theo như sự trả lời của chương trình với câu hỏi bên này, 3 nhân vật không phải là bậc thầy ẩn danh, là loại được thêm bên Sĩ Toàn nữa. Đó, tức là bây giờ lại còn Duy, Bình, Kali, Trang và Tiên. Trong vòng 5 người này là đều khả năng hết. Nói từ đầu là chia từ lúc nãy đi, thì lúc đó người ta đưa vào danh sách ta bỏ hai người này, người ta để hai người này thôi. Kể đi, vui anh ơi. Đang vui lắm rồi, vui lắm rồi. Tiếp đi em. Dạ, đúng, rất vui. Nếu như lúc đầu mà bên đây chia sẻ thì chưa chắc gì gửi số 2 nó là như thế này. Tụi em luôn luôn chuyển biến thông qua cái nhịp độ của chương trình. Nó là một điều rất thú vị. Chương trình quá xuất sắc. Để tăng thêm phần kịch tính, để xem đội nào mong muốn giành lấy gợi ý cuối cùng của chương trình. Đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại với vòng cuối của bậc thầy ẩn danh.
là chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh và chúng tôi đã quay trở lại với vòng thách đố cuối cùng dành cho hai đội chơi. Và trò chơi vận động này rất cần tinh thần đoàn kết của bốn thành viên. Chúng ta sẽ có bốn thành viên mỗi đội. Và đây là đạo cụ của chương trình, một cuộn băng keo. Các bạn sẽ phải dùng bốn ngón tay trỏ của mình úp xuống như thế này, giữ thăng bằng cuộn băng keo trên tay. Sau đó sẽ có một trái banh được đặt lên như thế này, và tất cả mọi người cùng với nhau di chuyển từ vạch xuất phát. Sau đó vượt chướng ngại vật bằng cách cúi người xuống nhưng vẫn giữ thăng bằng cho trái banh của chúng ta. Và về đích ở đây, sau khi tới vạch quy định của chương trình ở đây, mọi người sẽ qua vạch cả bốn thành viên. Sau đó dùng tay nhấc quả banh đặt vào trong chiếc rổ này. Nếu như tân ra ngoài, không tính luôn nha. 3 phút, nếu như đội nào có số lượng banh về đích hợp lệ nhiều hơn thì chúng ta sẽ là đội chơi có được gợi ý của chương trình. Đây là gợi ý đắt giá, biết được luôn. Đó, 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 đó. Những nhân vật là ai? Gợi ý là biết luôn chơi nè. Bên đây sao nè? Mời hai đội trưởng đi, mình đang quánh tù xì, coi đội nào thì trước đi. Nhường đi, nhường được không? Nhường chơi luôn, nhường mình kém. Thắng nha Bình. Nhường hả, nhường chơi luôn. Nhường chơi lắm, nhường là chơi à. Nhường chơi trước. Rồi, nhường luôn. Nhường luôn hả? Mời đội mình chơi chỗ. Nhường chơi luôn, chơi đi anh. Và bây giờ, 3 phút dành cho đội số 1. 3, 2, 1, bắt đầu. Cố lên Trinh ơi, coi chừng nó Trinh ơi. Rơi này, thổi này. Cung đau, cung đau, cung đau. Cung đau đó. Chậm mà chắc. Thôi thôi, ngã. Cung đau đó. Kia cái đau kia. Đụng đâu, đụng đâu kìa, đụng đâu. Thấp nó xuống, thấp nó xuống. Đúng rồi. Rồi, một hai ba lên nè, lên. Ê, lên, 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 qua vạch luôn và nhấc banh về về. Đó. Chạy 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 lẹ 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 lên. Ôi tay phải thì chắc ăn, mình có thể đi nhanh nó đỡ ấy hơn. Lẹ rồi Trinh phải cao tay lên Trinh. Tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, tiếp đi, xuống xuống, từ 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 lên qua. Ăn cây nào rào cây nấy nào. Một chưa chưa, một hai ba lên. Trời ơi, nhịp nhàng. Đúng rồi, hạ thấp tay dưới Trinh. Cao lên Trinh. Tay dưới Trinh. Cái cuộn keo kìa. Tay dưới Trinh. Hạ dưới cao lên. Rớt này, rớt này. Mày có rớt không? Rớt là dễ kìa. 1 phút 20 giây. Có khi nào mình mệt quá. Còn nhẹ thôi, còn nhẹ thôi, còn nhẹ thôi. Trời ơi, trời. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Còn 1 phút mấy lận. Dư sức 1 trái. Rồi, để gì đi luôn. Rồi, 2 trái rồi đó. 1 phút còn lại. Đi sang trái chút xíu. Xuống xuống. Được rồi, được rồi, thấp quá. Cần thấp quá. Thấp quá. Khó. Từ 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 từ. Cố lên, Trinh nâng cao tay lên tí Trinh. Nhanh lên, đừng nhanh lên, không có thời gian rồi. Nhanh lên, còn 10 giây kìa. 10, 9, 8, 7, 6. Còn có mấy giây nữa, nhanh lên. Mấy giây nữa. 30 giây, nhanh lên, nhanh lên. Đừng để đội bạn tung hỏa mù. 30 giây có được một trái cuối cùng nữa hay không? Còn có 2 giây. 20 giây à? Đi nhanh luôn. 20 giây thôi. Lỡ rồi, 2 nhanh luôn. 15, 14. Rồi, rồi, rồi. Bỏ luôn đi, bỏ luôn đi. Quý vị thân mến, với thời gian 3 phút và trừ lại 10 giây, tại vì đội này 10 giây cuối cũng sẽ không hoàn thành được cái quả banh của mình, cho nên hiện nay chiếc rổ của chúng tôi đã có 3 quả banh hợp lệ. Chúc mừng. Chờ đợi xem đội số 2 chơi như thế nào nhé, xin mời. Và bây giờ 3 phút dành cho đội số 2, bắt đầu. Thở mạnh cho tao biết mình mệt. Giở tay cao lên, giở tay cao lên nè. Đội này đi rất là trơn tru nha. Cẩn thận, cẩn thận mọi người ơi. Ê, 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 ê. Tài sẵn luôn kìa, nhìn sẵn luôn rồi kìa. Giở tay cao lên nè. Hay quá ta. Ôi nhỏ, nhỏ con lỡ quá. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Chưa chưa nha, chưa tới đích nha, chưa nha. Đã qua 4 người mới được lấy nha. Qua 4 người luôn nha. Nha, cố lên nha. Mới có 20 giây mà được trái rồi. 4 trái thôi thắng rồi, nói gì nhiều nữa. Để cho cân đi. Cứ bình tĩnh, quan trọng để cho cân đã. Ok, đi đi đi, cậu. Rồi. Cái đoạn đầu này mới đi nhanh được nè. Từ 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 xuống nè, xuống xuống. Trời, thấy người ta chơi không? Thấy người ta chơi chưa? Từ từ nha, từ từ nha. Đâu bà kìa. Không sao, không sao, từ từ. Mình giả bộ rớt cái cho vui nè. Chuẩn bị được 2 quả rồi, cố lên nào. Yeah, 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 yeah. Hay dữ trời. Cao quá mình đi xuống, thấy môn này là mình không ổn rồi. Rồi, cao mà. Nè, coi người ta qua còn sớt hả? Không, tại lùng á, chiều cao không cao á, nên là xuống nó dễ lắm. Đó. Đi lên từ đầu ơi, chưa biết được nha.
chưa biết được nha. Gắng lên, bình tĩnh. Gớt thêm lần nữa là xong. Còn có một phút cơ. Đúng luôn. Gớt lên một lần nữa là xong nha. Từ tiên. Hay quá, gớt nữa nè. Còn dư thời gian nhiều. Ê, nghiêng qua bên đó rồi đó. Lẹ lên, bước qua. Rồi. Hay quá. Nào, một trái nữa rồi. Một trái nữa mới được. Mình bắt đầu bị nhanh. Mình ba trái rồi hả? Trái này cẩn thận. Cẩn thận. Trái này ăn thua. Trái này rớt mới vui nè. Rất là vui nè. Trái này rớt mới vui nè. Xuống lấy mình. Xuống. Rớt. Dướng nè, Nào, mấy anh chị em ơi. Về đó thôi. Bình tĩnh mà đi. Bình thường. Bình tĩnh đi. Thắng rồi nè. Chật té một cái nè. Và đây là quả bóng cuối cùng. Đội số 2 chấp luôn đội số 1. 30 giây còn lại. 30 giây luôn hả? Bởi vì đã chiến thắng được 4 quả banh rồi cho nên nghỉ không chơi nữa. Vậy là với vòng thi đấu đồng đội cuối cùng ngày hôm nay, đúng như lệnh Quốc Bình chia sẻ lúc đầu, rất cần sự khéo léo và bình tĩnh. Và vì lý do đó, đội mình là đội chiến thắng. Chúc mừng! Yeah! 2, 3, yeah! Và chắc chắn chúng tôi sẽ trao gợi ý cuối cùng dành cho đội số 2. Hãy cùng nhau chờ đợi nhé. Xin mời! Dạ đây, bên đây múa quá, không có được gì hết. Bên đây người ta không múa gì. Xin mời đội mình cùng nhau thảo luận. Bảo vật đã có. Hiện nay thì đội số 2 của chúng ta đã có được những cái lập luận riêng của bản thân mình. Và chúng tôi sẽ có một cuộc thảo luận chung sau ít phút quảng cáo quay lại, quý vị nhé. Đây là thời gian cuối cùng dành cho những người chơi. Một lần nữa thống kê lại hết tất cả những dữ kiện mà chương trình đặt ra, gợi ý cho 8 người chơi. Bởi vì sao? Cuối cùng rồi thì số đông bình chọn nhiều nhất, chúng ta mới mở được quả cầu của người đó. 30 triệu có thuộc về tất cả mọi người bình chọn đúng hay không? Bây giờ sẽ là thời gian thảo luận, xin mời. Giờ phút cuối rồi, mình cũng không còn gì phải diễn nữa. Bây giờ là mình phải đồng lòng để mình chọn ra người ứng danh. Gợi ý mà cuối cùng lúc nãy là tao nói dạch mặt luôn. Đâu? Tại vì cái gợi ý lúc nãy á, thông báo cho mọi người biết là cái gợi ý rồi, coi như là loại cả 6 người còn lại. Bây giờ chỉ còn lại anh và Trang thôi đó. Wow. Ồ, đó, thấy chưa? Chính. Anh sẽ nói luôn này. Lúc nãy anh thấy Duy bàn bạc với 3 người trong đội của mình và có vẻ nghi ngờ anh. Từ anh sẽ phân tích lúc mà đưa vào danh sách 3 người anh nghi ngờ Trinh. Nhưng lúc xác định được Trinh không phải rồi thì còn lại đúng 1 người trong đội. Anh nghi ngờ Duy và bên này anh nghi ngờ Trang và Khali luôn. Nhưng cái người mà anh nghi ngờ nhiều nhất đó là Trang. Bởi vì khi anh hỏi là có đồng ý công bố 3 người bên đó, cái danh tính mà không có gọi là bị loại ra khỏi trường hợp nghi vấn không, Khali cũng là cái người có vẻ sốt sắng hơn. Trang lúc đầu là tỏ vẻ là không muốn. Nhưng cái lúc mà Khali chốt câu, mà lúc Khali đang nói 2 người á, thì anh bảo là khoan cái đó. Giờ anh hỏi lại là có đồng ý phải hỏi ý kiến là 4 người. Bên kia thì lúc đó Trang bắt đầu mới hùa theo. Em phải hỏi cả 4 người bên đội mình là có đồng ý công bố cả 3 tên này không? Tại em thấy bên kia chia sẻ mình là mình phải chơi đẹp. Chơi luôn đi. Đúng rồi. Xin luận từ lúc đó thì anh đặt nghi vấn vào Trang nhiều hơn. Và đến khi nhận được cái gợi ý lần thứ 3 thì anh chốt lại chắc chắn là Trang. Wow, một bài diễn thuyết đầy thuyết phục. Đấy, rồi cuối cùng là ảnh luôn. Rồi bây giờ để em biện minh ha. Lúc đầu á, thực sự là cái tầm ngắm của em chỉ nhìn vào đúng 2 người kia thôi. Tại vì họ luôn luôn giấu giếm tất cả mọi thứ mà hành tung cái biểu hiện rất là khó hiểu. Cả 4 người mình bên này đều như thế đúng không? Em đã đưa 2 người đó vào danh sách đầu tiên. Sĩ Toàn là cái tên thứ 3 gọi là cho có thôi, tại vì đủ tên 3 người thôi. Nhưng mà vô tình ổng thoát luôn.
Còn Duy á thì em biết chắc chắn là không phải, tại vì bạn bên này nói là hỏi Duy rồi, Duy không phải rồi. Trời đất ơi. Thôi nghỉ đi. Hết bí mật rồi. Hai vợ chồng chơi kiểu này. Không, chơi lỗi chơi rồi. Cái gì là kỳ cục vậy? Nhưng mà tôi về đổi đi. Cuối cùng á là loại hai gia đình ra rồi. Rồi, ngay từ đầu em không bao giờ nghi bên nhà mình hết. Nhưng mà tự nhiên cái là từng vòng một, cái tự nhiên thấy wow, cái người bên cạnh mình mới là người nguy hiểm nhất nè. Mà anh ấy đã đánh lạc hướng rất là hợp lý. Còn giải thích tại sao mà em nói là em không đồng ý cái lúc đầu á là tại vì bên kia họ không share với mình, thì tại sao mình phải share lại, đúng chưa? Em có ý kiến là cái lúc mà anh Bình anh nhóm vậy, khoan, có chia sẻ hay không là em nghi anh Bình lắm. Ông rồi. Không chịu chia sẻ luôn. Đâu có, anh là người đòi đừng nghi mà. Đó là tự nhiên cái linh cảm em nó nhảy vô anh Bình liền. Ngay từ đầu là bốn với tôi là tôi khẳng định ông Bình luôn rồi. Tôi nói thiệt. Tin tôi đi. Nào, chị Tiên, theo những gì chia sẻ của tất cả mọi người thì hiện tại chị đang nghĩ về ai? Hồi nãy giờ sau khi ba cái gợi ý xong á thì chị nghi ngờ Thùy Trang lắm, tại vì anh Bình á là anh của chị mà, làm sao mà anh Bình nó dối được. Không sao đâu, thì đứng chính ra chính ra. Chị. Trời ơi, anh Bình. Chương trình được quyền hóa thân. Tiền nó quan trọng lắm Tiên à. Tự nhiên hồi nãy giờ anh Bình anh không có nói chuyện nữa nên chị hết lòng tin nha. Rồi, mời anh Sĩ Toàn đi. Còn anh Bình với lại chị Trang thì con nghĩ có một nhân vật là chắc chắn là người ẩn danh rồi đó, hết rồi đó. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Dạ. Ôi nói chuyện như không. Hay đó. Quá, hay quá, vỗ tay quý vị ơi. Dễ thương. Mời Trinh. Nãy giờ em quan sát thái độ của anh Bình với chị Trang trong lúc mọi người nói chuyện thì thấy anh Bình cảm thấy rất là thoải mái. Kiểu như đang cố diễn mình thoải mái. Đó. Còn chị Trang thì chị đứng á mà chị câu mời lại nghe thử có mấy người này coi là đoán ai trong hai người. Mà chị Trang là một diễn viên, nên nếu mà chị là người ẩn danh thì chị phải cố tỏa ra thoải mái chứ sẽ không có kiểu đứng trong mày. Đúng rồi, tôi chỉ biết là để im coi cái đối phương nó thể hiện như thế nào thôi. Anh nói là em không phải. Còn Lý Bình, Lý Bình nói nốt đi xong anh sẽ nói. Nói là hai người này thôi, là anh Bình nói liền, kiểu như chưa có coi chừng đối thủ mình coi như thế nào hết mà nói liền. Giống như cái văn nó đã sắp sẵn từ rất lâu rồi, những cái yếu tố đó được vạch ra giống như ABCD để tự biện luận cho bản thân mình, nên em nghi ngờ là anh Bình. Đây là một chương trình mà anh dẫn, anh là một MC ngầm, anh đang cứu bản thân mình, anh đang lừa gạt mọi người. Thật ra lúc đầu em cũng có nghĩ là Trang, nhưng mà sực nhớ lại ngay từ ban đầu lúc mà cầm cái quả cầu lên, chị Trang vừa mở ra thì nó Minh ơi, chương trình mình có mấy chức năng, thì Trinh mới nói Minh mới nói là chương trình mình có hai chức năng, một là cao thủ bậc thầy ẩn danh, hai đó là người truy tìm. Là mình mới nhận ra bà này bà đang mở cô bà thấy ồ người truy tìm, có nghĩa người truy tìm là gì không, là cái gì là cái gì, cái bà hỏi có hai chính chức năng xác. Vậy là bà phải là cái chức năng kia, chính bà xác. Không phải là người ẩn danh, tại vì câu người ẩn danh không giờ ta hỏi, tại vì mình hỏi chi nữa. Đúng rồi, bây giờ mình phát biểu nha. Dạ mời anh ạ. Riêng đồng đội của anh thấy anh khẳng định hay không, nhìn thấy độ ảnh lắm, anh nó độ ảnh luôn. Rồi, sau khi mọi người đã khẳng định như vậy, anh Bình, anh vẫn còn rất nhiều thời gian để biện luận. Cứ để cho anh Bình biện luận đi. Anh sẽ nói lý do tại sao mà anh phải nói ngay Trang từ lúc đầu, cũng giống như lúc nãy khi mà phát hiện ba người không phải là người ẩn danh. Anh cũng nói luôn là phải nói, và có mọi người có đồng ý là nói hay không. Anh luôn luôn là người đưa ra cái câu hỏi đầu tiên để công bố xem ai là người ẩn danh. Tại vì anh là đội trưởng. Cái thứ hai nữa này là mọi người để ý lúc đấy khi mà Tiên đang nói, Tiên tin anh ngay lập tức. Trang sợ mọi người bị giống như là đánh động vào tâm lý, như Lý Bình nói cái việc mà Trang cầm cái quả cầu để mà xem là cái gì á, hỏi là cái gì á, thì Trinh cũng phân tích rồi, Trang là một diễn viên thì cái chuyện diễn với Trang nó quá đơn giản, và Trang cũng là một MC nữa. Còn anh và Tiên chơi với nhau rất là lâu rồi, và Tiên đã biết tính anh như thế nào rồi. Em tin anh. Có gì là nói thẳng. Mọi người để ý đi, cái thái độ của Trang cái lúc mà anh hỏi là mọi người có đồng ý để công bố ba người bị loại khỏi danh sách không? Nhưng mà ý em nói là hai lần, một cái lần em định chia sẻ cho mọi người thì em vừa nói ra anh Bình mới quay qua hỏi em là em có hỏi ý kiến của mấy người kia chưa mà em dám đâu chia sẻ ý phát, là phát. Vậy. Anh Bình tính, anh Bình nếu mà lúc sợ nào mọi người cũng phải cùng với nhau chứ. Rồi ok. Vậy gì? Này, nếu em xác định. Nếu như mọi người mà không đồng ý á thì anh đâu có hỏi ngay từ đầu, nếu mà anh sợ anh đâu có hỏi ngay từ đầu, vì anh không sợ. Anh sợ mới hỏi chứ, anh biết anh không sợ anh mới bảo mọi người là có đồng ý công bố không. Anh là anh sẵn sàng công bố và thôi, không nói nhiều, tại vì nói nhiều là bảo mình diễn, anh chỉ nói như vậy thôi. Cảm ơn anh. Thế không biết là Trang còn muốn nói thêm điều gì nữa không ạ? Vô tội. Vô tội.
Hết. Vậy là chúng ta đã khép lại sự biện luận của tất cả những người chơi ngày hôm nay. Đã có rất nhiều trường hợp tin sai vào một ai đó đã xảy ra trong cái show này. Chết rồi, chả lẽ tôi. Nhưng có rất nhiều trường hợp rõ ràng nó là như vậy. Thôi tôi tin tưởng. Tôi đang nói hai chiều để cho tất cả chúng ta đều có cơ hội chiến thắng. Ngày hôm nay với những người chơi vô cùng tự tin quyết liệt trong cách biện luận của bản thân mình, hoàn toàn logic trong suy nghĩ. Và thời gian đã hết, chúng ta sẽ đến với sự bình chọn dành cho người tạm thời đang được nghi ngờ là bậc thầy ẩn danh. Xin mời tất cả các anh chị. Và bây giờ hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem luồng sáng của chương trình dừng lại vị trí của người nào. Người đó là người nhận được nhiều nhất sự bình chọn ngày hôm nay. Xin mời ánh sáng. Không phải luồng sáng của em mà là luồng sáng của 8 người chơi phía dưới. Vâng, hiện nay tôi chỉ còn đang băn khoăn ở hai vị trí cuối nữa mà thôi. Thùy Trang hay Quốc Bình. Và xin được trân trọng thông báo nhân vật này nhận được 8 sự bình chọn. Dữ vậy? Đúng rồi, anh hai. Anh hai. Và nhân vật sẽ phải lộ diện cùng với tất cả mọi người là 3, 2, 1, dừng. Thấy chưa? Ẩn danh chưa chắc. Chưa chắc. Ánh sáng dừng lại là xác định bình chọn nhiều nhất mà thôi. Tôi này, nhìn mặt tôi này, nếu mà tôi mà là người ẩn danh mà giấu được tôi phải nhảy cẫng lên rồi đúng không? Tôi vui một cách bình thường thôi, ẩn danh. Mời đây, chị Trang lên sân khấu với em. Và bây giờ sẽ là màn lộ diện của chị với tất cả mọi người. Mặt nguy hiểm chưa? Mặt nguy hiểm chưa? Thấy không? Đó. Và kết quả thì Trang là người ẩn danh. Mọi người đừng có làm như vậy nữa, tổn thương người phụ nữ của tôi trên sân khấu. Ở đây chúng tôi đang đánh lạc hướng tất cả. Nhưng có một người không bị đánh lạc hướng, xin được trân trọng. Lý Bình vẫn bình chọn cho Quốc Bình. Em thật là xấu. Không, tại vì biết sao không? Tại vì người ta ganh tị với một người tên Bình đẹp trai. Bản thân Minh Dù là người dẫn chương trình, nhưng nếu như mình là người chơi mà bóc phải cái thẻ này thì mình cũng sẽ rất là khó. Khó đây, không biết phải lập luận như thế nào để bảo vệ bản thân cho người ta tin. Ở đây là rất áp lực luôn. Em hiểu cho chị rất là nhiều. Không biết là bây giờ chị muốn nói gì với những bạn bè của mình ở phía dưới. Mình bóc cái này thì mình cũng không biết đó là... Nói chung là đọc được chữ chơi trên là không đọc chữ dưới nên là không biết là mình phải chơi như thế nào. Lúc đó mình không biết mình phải chơi như thế nào nên là cứ chơi thoải mái. Và xuyên suốt chương trình thì Trang rất thoải mái. Cho đến lúc phút cuối nha, phút cuối khi mà còn suy luận là còn hai người. Mình mới sực nhớ lại cái cách của mình là người ẩn danh. Lúc mà quay lại còn hai người thì tôi mới nhớ lại, ủa cái gì có gì chữ ẩn ẩn nên là má ơi. Coi như lúc đầu là chơi rất thoải mái với là người truy tìm, đúng không? Tưởng đâu là mình cũng như vậy, theo số đông. Ai về đâu cuối cùng mình là người ẩn danh, mình phải làm sao để bảo vệ bản thân. Đúng rồi. Không sao, hôm nay tuy là mình không phải là người chiến thắng, nhưng chúng ta vẫn có được một cuộc trải nghiệm rất là thú vị cùng với chương trình này. Hoàn toàn kịch tính, một chương trình rất là hay. Cảm ơn các chị rất là nhiều. Vâng, ai bình chọn cho chị Thùy Trang giơ tay được không ạ? 1, 2, 3, 4, 5 à trừ Bình đúng không Bình? Dạ, mời Bình lên đây với mình nha. Bình lên có cảm tình với người đẹp, đứng chung với người đẹp trai, trao cúp cho những người chơi chiến thắng phía dưới. Xin mời nè, cầm đi. Hận hận. Quý vị thân mến, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã khép lại một cuộc đấu dành cho 8 người chơi, phải nói rất là ngoạn mục luôn. Xin được cảm ơn các anh chị rất là nhiều vì đã đến với chương trình Bậc Thầy Ẩn Danh tuần này. Xin được chúc cho mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công hơn trên sự nghiệp nghệ thuật của mình quý vị nhé. Còn bây giờ, Minh Xu chỉ muốn hẹn gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc của Bậc Thầy Ẩn Danh, đó chính là 19 giờ ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.